Cho hỗn hợp A gồm Fe2O3 và đồng tác dụng với HCl. Thì đầu tiên Fe2O3 sẽ đi tác dụng với HCl theo phương trình. Để tạo thành FeCl3 cộng cho nước. Ở đây đi cân bằng, đặt 2 vào sắc 3. 6 vào HCl, 3 vào nước. 9 muối sắc 3 sinh ra, đúng không ạ? Sẽ đi tác dụng với đồng để tạo thành muối đồng 2 và muối sắt 2. Mình cân bằng, ở đây đặt 2, đây là 2. Ở đây cần lưu ý với thầy một điều, đó là sâu vẫn thu được 14,92 gram chất rắn không tan. Nhớ, chất rắn không tan bây giờ là gồm có Fe2O3 dư và đồng dư. Tại sao là như vậy? Bởi vì Fe2O3 chúng ta sau khi tác dụng HCl sinh muối FeCl3, chính FeCl3 sẽ vẫn tiếp với đồng và sau vẫn lượng đồng dư, Fe2O3 dư. Để giải quyết được bài toán này, ta gọi số mol Fe2O3 vẫn lít mol. Tìm được HCl là 6x. Mol muối sắt 3 bây giờ là 2x. Mol muối sắt 3 là 2x. Thì mol đồng bây giờ là x. Như vậy ta có khối lượng hỗn hợp A phản ứng bây giờ sẽ bằng tổng khối lượng ban đầu là 12 bằng khối lượng A ban đầu trừ đi khối lượng A dư cho vào. A vẫn bây giờ là bằng 160 x cộng cho 64 x ban đầu là 12 cộng 13 trừ đi dư là 14,92. Giờ đây em sẽ rút ra được x bằng bằng 0,045 mol. Như vậy để tính được cái nồng độ mol của HCl, CM bây giờ sẽ bằng N chia V. Số mol HCl là bằng 6 nhân 0,045 chia cho thể tích là 0,2. 1,35. Như vậy ở đây mình chọn câu đúng là câu C.